Như vậy là trận cầu tâm điểm tại vòng 21 Ngoại hạng Anh đã khép lại với kết quả hòa 2 đều. Những diễn biến trên sân Old Trafford đã cho thấy đây đúng là một trận cầu Super Sunday đúng nghĩa với màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn. Cả hai đội đều thể hiện được những pha bóng ấn tượng nhưng đồng thời cũng để lộ quá nhiều vấn đề, đặc biệt là ở hàng thủ. Có thể người hâm mộ Quỷ Đỏ tiếc nuối vì họ không thể bảo toàn được lợi thế giành được, nhưng gà trống cũng cho thấy họ đã tiến bộ rất nhiều dưới thời huấn luyện viên mới cùng dàn tân binh mùa đông đầy hứa hẹn. Và để nhìn lại màn chạm trán đáng chú ý vào đêm chủ nhật vừa qua, chúng ta hãy cùng điểm qua 5 điểm nhấn sau trận Manchester United gặp Tottenham. Rashford ghi bàn nhưng vẫn gây thất vọng. Kể từ đầu mùa giải, hàng công luôn là nơi mang đến những nỗi thất vọng của Manchester United khi họ đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ngon ăn cùng nhiều pha xử lý quyết định không mang lại hiệu quả. Chính điều này đã khiến thành tích của đội bóng sa sút trông thấy và việc cạnh tranh cho top 4 vì thế cũng trở nên khó khăn hơn. Tiếp đón Tottenham trên sân nhà ở vòng 21 sẽ là cơ hội không thể tốt hơn cho Quỷ Đỏ thu hẹp khoảng cách với chính đối thủ trên bảng xếp hạng. Niềm hy vọng một lần nữa lại được đặt vào hàng công với bộ ba tốt nhất mà huấn luyện viên Erik ten Hag đang có. Và tại nhà hát của những giấc mơ đêm chủ nhật vừa qua, bộ đôi tiền đạo của Manchester United đều đã lập công. Rasmus Højlund là người đã mở tỷ số trận đấu, trong khi Marcus Rashford đã gia tăng cách biệt. Tuy vậy, riêng với cá nhân của số 10, anh lại tiếp tục có một trận đấu gây nên sự thất vọng. Bàn thắng không thể nào khỏa lấp được nhiều vấn đề của cầu thủ này, khi những pha xử lý của anh đều không mang lại hiệu quả. Bóng cứ đến chân Rashi là dường như cơ hội lại trôi qua. Đến nỗi mà chiến lược gia người Hà Lan đã phải gọi anh ra đường pitch để nhắc nhở, nhưng cũng không thể cải thiện được tình hình. Rõ ràng bản thân tiền đạo người Anh nên nhìn nhận nghiêm túc lại mình để tìm lại hình ảnh của mình ở mùa trước. Tottenham áp đảo Manchester United về thông số. Dù phải làm khách tại Old Trafford, nhưng rõ ràng Tottenham chẳng hề có chút e ngại nào với đội chủ nhà. Đúng là gà trống cũng đang sở hữu phong độ cùng thứ hạng tốt hơn, nhưng tình hình lực lượng của họ cũng đang sứt mẻ nghiêm trọng chẳng kém gì Quỷ Đỏ. Vì vậy đây có thể xem là cuộc đối đầu của hai người cùng khổ. Nhưng dù cho không có những quân bài tốt nhất trong tay, thì đoàn quân của Ange Postecoglou vẫn thể hiện được lối chơi mà đội bóng đã theo đuổi kể từ đầu mùa giải. Họ pressing liên tục, gây áp lực ngay từ tuyến đầu và khiến cho Manchester United không thể thoải mái triển khai bóng. Chính điều này đã giúp Tottenham sở hữu thông số vượt trội hoàn toàn so với đội chủ sân Old Trafford. Từ cầm bóng, dứt điểm, phạt góc cho đến các pha tranh chấp tay đôi, hầu hết mọi chỉ số đều nghiêng về phía Spurs, dù cho hàng thủ của họ vẫn để lộ nhiều khoảng trống để Manchester United khai thác. Nhưng các cầu thủ tuyến trên cũng đã cố gắng để quân mình cách biệt. Và nếu tận dụng tốt hơn cơ hội thì Tottenham đã có thể giành trọn 3 điểm. Quả thật đây chính là hình ảnh mà người hâm mộ đại diện Bắc London luôn muốn thấy nơi đội bóng của mình. Manchester United cần thay thế Evans và Eriksen. Dù đã có những sự trở lại quan trọng, nhưng việc chưa thể đạt được thể trạng tốt nhất của nhiều ngôi sao đã khiến huấn luyện viên Erik ten Hag gần như giữ nguyên đội hình xuất phát so với những trận đấu vừa qua. Và điều này đã khiến nhiều cầu thủ cảm thấy quá tải, để rồi lộ ra những điểm yếu chết người trong cách vận hành lối chơi. Ở hàng thủ, Jonny Evans là cái tên tiêu biểu. Chúng ta đều biết lão tướng 36 tuổi chỉ là giải pháp mang tính tạm thời của Quỷ Đỏ trong bối cảnh lực lượng bị sứt mẻ nghiêm trọng. Nhưng anh cũng phần nào thể hiện được giá trị và kinh nghiệm. Tuy vậy, vấn đề xoay sở cùng thể lực chính là điểm yếu lớn nhất của số 35 và nó đã bộc lộ ra trong bàn thua thứ hai của Manchester United trước Tottenham. Không những vậy, Christian Eriksen ở nơi hàng tiền vệ cũng là nhân tố cần được thay thế khi anh không thể đảm bảo cường độ hoạt động cao cũng như sự tập trung tối đa cho mọi tình huống. Chính điều này đã khiến tuyến giữa của đội chủ nhà không có được sự hỗ trợ bọc lót kịp thời cho hàng công. Vì vậy, rất nhiều khoảng trống đã lộ ra và gà trống dễ dàng khai thác để ghi bàn như chỗ không người. Top 4 quá xa vời cho Manchester United. Chứng kiến màn trình diễn của thầy trò Erik ten Hag vào đêm chủ nhật vừa qua, chúng ta có thể nhận định rằng cơ hội cạnh tranh top 4 của đội bóng này dường như đã không còn khi không chỉ bế tắc trong việc định hình lối chơi mà phong độ của các cầu thủ cũng không thể đáp ứng yêu cầu. Và đây chính là vấn đề sẽ khiến Manchester United khó có cơ hội giành lấy tấm vé tham dự UEFA Champions League. Dù cho một vài trụ cột đang dần quay trở lại, nhưng khoảng cách điểm hiện tại đang là quá xa, trong khi các đối thủ cũng giữ được sự ổn định. Lối chơi không bài bản, tiền đạo liên tiếp bỏ lỡ cơ hội, cũng như chỉ trông chờ vào các tình huống phản công. Đó không phải là lối chơi của một đại diện xứng đáng có mặt trong top 4, cũng như cạnh tranh cho các danh hiệu. Có lẽ người hâm mộ Manchester United phải chờ đợi đến khi Sir Jim Ratcliffe bắt đầu làm việc để tìm kiếm sự thay đổi. Vì với những gì đang diễn ra hiện tại, đây đang được xem là mùa giải bỏ đi của Quỷ Đỏ. Chưa biết những chuyển biến nào sẽ xảy ra tại nhà hát của những giấc mơ, nhưng công việc của tỷ phú người Anh cùng bộ sậu của mình sẽ là rất nhiều nếu muốn đội bóng tìm lại vị thế của mình, cũng như giành tấm vé tham dự UEFA Champions League. Tottenham không thể vô địch. Đại diện Bắc London đã chuyển biến mạnh mẽ khi chiến lược gia người Úc lên nắm quyền. Ông đã định hình được lối chơi, cùng việc mang về các tân binh phù hợp đã giúp đội bóng cải thiện rất nhiều về mặt thành tích. Thậm chí đã có thời điểm Spurs còn vươn lên vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng. Tuy vậy, cơ hội cạnh tranh cho ngôi vô địch gần như cũng vượt xa tầm với của Tottenham khi mà dàn lực lượng của họ hiện tại vẫn chưa đủ.
đã chống năng sức mẻ nhân sự nghiêm trọng vì chấn thương và các phương án thay thế thì khó có thể khỏa lấp được. Trận hòa trước một Quỷ Đỏ không quá mạnh chưa chứng tỏ được việc đội bóng sẽ sống tốt khi thiếu vắng nhiều trụ cột. Chính vì vậy, top 4 là mục tiêu khả dĩ nhất tại mùa giải năm nay. Còn nếu muốn hướng đến chặng đường vô địch, đó sẽ là một câu chuyện rất dài và có rất nhiều việc cần phải làm. Nhưng dẫu sao, sự tiến bộ của Tottenham cũng là điều đáng được ghi nhận và họ cần duy trì điều này trong thời gian tới.